Hồi xưa Đức Thầy có cái bài, mấy cái bài sấm cơ sáu quyển đó. Cái đầu tiên là mèo kêu bá tánh lao sao, phải không? Mà cái đó là trong hồi xưa mấy người ta giải năm nào năm mèo, năm nào mèo này hay mèo nào không ra, phải không? Thì nó là mâm mèo này á, mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Có nghĩa là bây giờ là con mèo á, là nó quá trời lao sao rồi á, cả thế giới lao sao. Từ lúc Putin tấn công Ukraine là quá lao sao luôn. Một cái nước hùng mạnh như Nga có mỏ kim cương, bữa nay là chi xếp anh đang họp ở bên Nhật á, ở Hiroshima, là cấm giận không cho bán kim cương nữa, để mày không có tiền để mà đánh lộn. Mà bữa hôm cấm bán vàng rồi, không bây giờ cấm bán kim cương, rồi cấm bán luôn dầu hỏa nữa, rồi cấm mấy con chip, rồi để cho nó đừng có chế drone, chế máy bay rồi nữa. Thật sự ở trên á rất là ân sủng nước Nga, vừa lớn mà vừa đầy đủ hết tài nguyên, vừa có vàng, vừa có kim cương, vừa có dầu hỏa, vừa một cái dải đất quá trời lớn luôn, rộng thênh thang, rồi chế vũ khí bán nữa. Vậy mà hôm nay mai mốt sẽ thành liệt quốc, bại quốc, vong quốc luôn. Chứ anh nói, nó mà bấm mà bom nguyên tử là thành vong quốc. Đánh một cái thằng nhỏ xíu như con chuột vậy mà đánh hoài đánh không thắng. Cái bộ đã thắng thì sao thắng nổi. Ở trên không có cho thắng, tức là không bao giờ thắng. Đó là để làm chi? Một mình cái vụ xuống trần lạ hơn 8 tỷ người thì họ không tin. Nhưng mà họ nhìn theo mặt khoa học á. Tại vì cái giới, cái gọi là giới khoa học á, là những cái gì vô vi á thì họ không tin. Còn cái gì mà thấy được á, vô phòng thí nghiệm rồi thì họ tin. Thì lần này tất cả nhân loại sẽ học một cái bài học. Họ sẽ ngồi họ nghiên cứu, tại sao kỳ vậy ta, tại sao nước Nga đang giàu mạnh mà lại thua, rồi lại để cho sau này chúng ta đừng có ỷ vào quyền lực hay là vũ khí mà ăn hiếp lẫn nhau, mà mình phải lấy cái lòng quảng đại để mà đối xử với nhau công bằng. Nước nào á, người ta cũng có cái hay của nước đó, mình không có nên xâm chiếm và mình không có nên bắt người ta phải theo ý của mình. Nước Việt thì để nước Việt ăn nước mắm thì để ăn nước mắm, nước Tàu ăn nước tương thì ăn nước tương. Tự nhiên muốn mình bỏ nước mắm ăn nước tương cũng không được. Còn nước Ukraine thì cỡ Ukraine tự nhiên Nga đòi đi chiếm người ta, bây giờ mất cả chài lẫn chì. Đó là bài học sau này lưu truyền cả mấy nghìn năm sau. Là gì? Kênh Ngôn Tấn Kỳ Official chỉ nói lên tiếng nói là chuyện lạ, tiên tri của thời đại, thì không phải là thầy Pháp, thầy Tăng để nói lại cho nhiều người mới biết. Thầy giáo cũng phải là thầy gì hết, chỉ là người truyền tin. Tới ngày hôm nay những truyền tin cho Thượng Đế, một cái đạo mới ra đời, cái đạo Thiên Tâm. Thiên là trời, tâm là Phật. Thì nhân loại á, và cả mấy thầy á, cứ xuyên tạc, cứ nói với Phật tử là mẫu là tiên thấp hơn Phật, mình tu Phật tại sao mình đi theo tiên thấp. Cái đó là nói ngược. Thượng Đế với Phật mẫu là cha mẹ của tất cả nhân loại, tất cả các vị Phật đều là con của Thượng Đế. Ai cũng phải mang thân người, Phật Thích Ca mang thân người mới thành Phật, là đã là mang xác phàm, đó là con Thượng Đế, có thần hồn, có tánh linh và có chân thần là của mẹ, tánh khôn là của cha. Phật thì xưa đi bảy bước, thiên thượng là cha ta mọc cái bông sen, thiên hạ là chúng mình nữa mọc thêm cái bông sen, duy ngã độc tôn, tức là trên đời này chỉ có một đạo, đó là đạo tốt, làm người tốt, có cha ta là thiên thượng. Phật Thích Ca có nói mà mấy ông không có dịch đúng. Hôm nay chuyện này lạ, Thiên Tấn Kiệt xuống trần lạ, người truyền tin nói lên mấy cái những cái mà sự thật để mà cứu
cả con của Thượng Đế đi về trời, trong đó có cả 100 triệu dân người Việt. Bạn nghe đang nói tiếng Việt đi, thế giới sau này dịch tiếng Mỹ chuyện với thế giới. Trong đó có một đống Phật tử cà gù cà gật, có bi mà không có trí, không có dũng. Thì hôm nay cơ trời đã đến, bởi vì Đức Thầy á, là cũng là một vị Phật mà cũng bị mấy ông thầy Việt Nam xuyên tạc quá trời. Hữu hồ chi thằng đệ tử nhí này vùi dập the tư cũng như là Thiết Kiều, mình Thiết Kiệt luôn. Mèo kêu bá tánh lao sao, năm nay năm mèo quá lao sao. Đến chừng rồng ngoãn máu đào chỉnh ghê, có nghĩa là năm tới là năm dỗ dần mèo, năm tới là năm 2024 là rồng. Bây giờ á, mà nội mà nó tập vợt không gần mấy năm nay, gọi là tập tập trận thôi đó, là tốn mít như tỷ tỷ tiền xăng tiền dầu, bù rảnh quá, đánh lại đại cho rồi, sớm muộn cũng đánh. Cho nên cái câu này á, theo á, góc cạnh của mình nha, là đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, đâu có cần tới cần năm tới. Hiện giờ bên Ukraine á, là nghe quân Nga chết gần mấy trăm, 200-300 nghìn người rồi, là chỉnh quá trời chỉnh rồi đó. Vậy mà cũng không tin cơ trời nữa, con ngựa lại đá con dê, cái đó là cái tiếp. Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, hiện giờ là cả thế giới không có ai mà an giấc ngủ ngon yên lòng hết trơn. Nó khác hơn những năm 10 năm về trước, trước khi Covid xảy ra. Bây giờ chỉ có cầm cuốn kinh Liên Tâm, ngồi thiền đọc kinh thì mới qua, mới thoát được cái nạn này. Ngoài ra hai cái đó khó mà cứu nổi lắm. Việt Nam bây giờ không có công ăn việc làm, không có tiền, bán vé số thì cũng không ai mua, lụm ve chai thì cũng đâu có ai ăn xài đâu, mà có ve chai, có lon mũ đâu lụm. Cũng không có xả rác nữa, cho nên mọi thứ đều từ từ eo hẹp lại, giống như bốn cái núi mỗi ngày nó xích gần lại đó. Rồi Việt Nam sẽ có một cái trận đói. Mình nói là Việt Nam sẽ có trận đói, nhưng mà ở đây có ba cái nhang thắng mỗi ngày, rồi hy vọng ở trên giảm cái nghiệp. Chứ cái miệng của mình xưa giờ nói bậy chút bạ không, tiền thành tiền giấy, giờ thành tiền giấy thiệt. Vô nhà bắn đâu có tiền, đưa tờ giấy về, đây là cổ phiếu. Rồi bao nhiêu chuyện mình nói đó là để cho mọi người tỉnh giấc, biết có chuyện lạ. Khi chúng ta thấy có chuyện lạ, có người truyền tin lạ, thấy một cái nước khổng lồ nghe đang giàu có hùng mạnh mà trở thành một bại quốc, đó cũng là một chuyện lạ. Rồi thấy một cái nước Mỹ chưa bao giờ là có cái chuyện bất công, nghĩa là Mỹ nó có một rừng luật, nhưng mà đảng Dân Chủ này nó xài lực rừng. Tức cười, ông Trump có ăn ghệ 30-40 năm trước thì cũng lôi đầu ra thưa ổng. Ở Mỹ là nhiều cái ngỗ. Còn Việt Nam mấy ông bộ chính trị với châu ở ghệ hà rầm, mỗi ngày lận cô ca sĩ, mỗi ngày cô cẳng cao, sao không giỏi thưa mấy ổng đi. Quá trời luôn á, không à, là lạ. Còn Biden thì chưa từng, nước Mỹ chưa bao giờ bắt nợ khủng khiếp như trong lúc này. Mới kịp phải đóng thuế tiếp cho ổng. Kỷ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gãy máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên làm hung, việc đời nó chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt diệt tà tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết chi, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Đó là bài sấm của một vị Phật, người mang sắc phàm. Cậu mấy? Cái đó cậu Tư à? Lúc thầy ra đời cậu Tư.
Ban giám phạm cầu tư lập đạo hòa hảo hôm nay cho mình cái bài sấm đó. Thì năm con mèo máu đào chỉnh ghê quá thì chỉnh luôn. Đó là trước khi năm 2018, trước khi có Covid, Thiên Tấn Kiệt ngồi trong đó nói vu vơ mấy câu, dám bảo đảm ai mua đồ ăn mà không xài lên đây lên núi Thiên Long Sơn được trả tiền lệ hết. Thì từ thời đó cho tới hôm nay 6-7 năm liên tục, từ tóc đen thành tóc bạc. Già đúng không? Mặt hồi xưa cũng không có nhăn nhiều vậy nữa. Nổi biết nhiều thiên cơ quá, lo rầu ghiếp, dễ thương nước Việt quá, khấn tối ngày. Ngày đi mà thức dậy là cứ đè, cứ vô phòng ngồi thiền đốt nhang, khấn tối ngày, ghiếp mau già. Lo nhiều, biết nhiều, lo nhiều. Giỡn chứ. Tại vì ở nhà thiếu phụ là người năng động phải không? Mà trốn Covid năm 2019 là 2 năm liên tục nằm nhà không ở Bắc do. Nhưng tới tuổi nó cũng vậy. Thì từ đó cha mẹ cho ra cái đạo xuống cứu thế gian để cho kịp lúc, đó là chiếc thuyền Bát Nhã. Nếu kịp không xuất hiện, đạo Thiên Tâm không xuất hiện, bao nhiêu sấm cơ, bao nhiêu lời tiên tri đồ này kia, nó trở thành tiểu thuyết sao quý vị. Cho nên tiên tri vẫn là đúng. Thì từ đó đạo Thiên Tâm ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, là chiếc thuyền Bát Nhã cuối cùng. Các chư vị dạy là con phải khuyên bảo mọi người thay đổi cách sống, ăn hiền ở lành để mà kịp dự hội anh tài, tức là sau này không còn cái thể chế hiện giờ, tất cả cái ác sẽ đi nha, những ma quỷ đó, những cái mà hung dữ sẽ tiêu hết, chỉ có cái thiện thôi thì sẽ có hội anh tài, thì lúc đó tất cả mọi chuyện nó sẽ công bằng trở lại. Thì 6 triệu chim hiền của người Việt hải ngoại nó đi về Việt Nam, Việt Nam để mà dự mình nói dự thi, nhưng mà thật sự thời nay sao dự thi theo mình đoán là giống như ứng cử. Ok, tôi muốn giữ chức của làm này làm kia, ai có ngành nghề gì á, thì theo cái tài năng của mỗi người đó, học vấn của hải ngoại sẽ mang về để mà xây dựng lại một nước Việt hùng cường giàu mạnh trong tương lai. Đó là tại sao Thiên Tấn Kiệt này không đầu thai những quốc gia khác mà lại đầu thai vô nước Việt, để cho chính người nói cùng tiếng nói của mình nặng nhẹ đủ điều.